trước khi qua đây á, Minh cũng đã học bên Đại học Quốc tế một thời gian. Tất cả là 4 năm đều là bên tiếng Anh hết, cho tất cả các môn luôn. Thì nó giúp mình làm quen với tiếng Anh rất là nhiều rồi trong cái môi trường học tập. Thì sau khi qua đây á, nó càng chứng tỏ là nó tác dụng hơn. Nhưng mà mình vẫn phải học một khóa Anh văn ngắn để mà mình làm quen với cái cách referencing bên này. Nó sẽ khác với bên Việt Nam một ít. Tại sao mình chọn trường đại học Curtin thì là trước khi qua đây mình cũng đã coi qua rất là nhiều trường và làm một cái sự so sánh đơn giản. Thì mình thấy cái trường mình á, thì cái bằng của trường mình sẽ được recognized by specialist của cái hội IFST. Thì sau khi mình ra trường á, thì nó sẽ thuận lợi cho công việc của mình hơn, nó professional hơn. Nếu mà để diễn tả khung cảnh trường đại học đây Curtin thì mình có thể nói là nó rất là rộng, không gian rất là thoáng đãng, nhiều cây cối, rất là fresh. Có thể nói là ai nếu mà muốn một cái khoảng không gian thoải mái, thoáng đãng, relax thì sẽ rất là thích Curtin. Cái điều ngạc nhiên nhất của Úc là so với Việt Nam mình á, thì mình thấy nước Úc mình rất là nhiều sông nước và cá rất là nhiều. Chỉ cần cầm cần bước ra sông cầu là chắc chắn có cá, rất là vui. Mình sẽ cố gắng apply tất cả những thứ gì mình học được ở Curtin mình vào cái phương thuốc gia truyền của nhà mình để mà mình tạo được một cái thuốc hoặc là một cái phẩm chức năng tốt hơn cho con người và cho thế giới.